Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Video hôm nay sẽ là một cái video mà trước giờ mình chưa bao giờ làm, đó là review về sách. Mình cũng không có tính là làm nhiều cái chủ đề này đâu, tại vì mình không phải là người đọc nhiều sách hay là gì hết. Hôm nay mình tính review là Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất. Tại vì mình đã đọc xong nó trong vòng 3 hay 4 ngày gì đó. Có nghĩa là mình vừa làm, mình vừa rửa chén, vừa đọc sách. Và 3-4 ngày mình đã đọc xong thì mình thấy nó hay và mình nghĩ là mình nên chia sẻ đấy. Các bạn sẽ nói sơ qua về lý do tại sao mình chọn cuốn sách này. Đó là trong một cái hộp review sách á, có một cái bài đăng lên là các bạn ơi cho mình hỏi tên của một vài đầu sách nào mà đọc kiểu hơi châm biếm nhưng mà nó phải hay, và nó nói chung là châm biếm một cách nghệ thuật á. Tại vì lâu rồi mình cũng không có đọc văn học nữa, nên là mình đọc bình luận xong mình thấy mọi người đều recommend cái cuốn này nè, nên mình quyết định đi mua. Nhưng mà cái cuốn này cái bìa là 149.000. Nhưng mà mọi người có thể tìm nó ở trên Shopee, Lazada hay Tiki thì giá nó có thể rẻ hơn, nhưng mà nói chung là cũng không bao giờ dưới 100.000. Mà mình thì vừa mới mua nhiều sách rồi nên là mình thấy hơi tiếc tiền. Đúng lúc đó thì giống như là trời thương mình hay sao á, có một cái group tên là Đổi Cũ Trao Yêu Thương. Những cái bạn admin của cái fanpage này sẽ thu những cái phân cấp từ mọi người về, sau đó kiểm tra lại chắc lập đàng hoàng gì đó, xong rồi xác định giá cả để mà bán ra với cái giá rất là hời. Thì mình đã mua cuốn này được với giá là 30 hay 35 nghìn gì đấy. Nó hơi cũ nhưng mà đối với mình thì sách như vậy là hợp lý rồi, không có gì còn hơn. Cái tình trạng của từng cái món hàng khi mà được bán á, thì sẽ được nêu rõ ra luôn, mô tả rất là kỹ. Ví dụ như sách của mình thì nó sẽ bị hơi rách cái gáy ở đây một tí. Toàn bộ cái số tiền đó thì sẽ được dùng để nhóm tiến hành làm từ thiện đó. Lúc mà mình mua xong cái cuốn này nè, mình có thấy trên nó bán thêm một cái bàn ủi hơi nước, thì mình đã tính mua cái bàn ủi đó. Nhưng mà admin bên đó gửi cho mình một cái video để test sản phẩm nha, xong rồi mô tả rất kỹ. Khi mà sử dụng tầm 10 phút á thì bàn ủi có dấu hiệu là nó bị rỉ nước ra, nên là bên đó quyết định đó là sẽ sửa chữa lại rồi mới bán, mà không tạm thời thì chưa bán sản phẩm cho mình. Và mình cảm thấy nó là một cái tâm huyết, một cái nói chung là buôn bán rất là có tâm ấy. Vô vấn đề chính thì mình sẽ review về cái cuốn này. Tên đúng của nó là Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất, và cái này là được xuất bản nhiều lần rồi, các bạn lần thứ 12 rồi nè. Cái cuốn mà lần đầu tiên lúc mà mình tìm hiểu trên mạng á thì là ở đây nó có hình rõ ràng của ông cụ ở đây luôn, chứ không phải là có nữ người như thế này đâu. Cuốn này là của Jonathan. Cho tới khi mà mình đọc thấy cái bài review ở trên cái group đó và mình chỉ quyết định mua cái cuốn này thôi, tại vì nó ghi nè bestseller 8 triệu bản trên toàn cầu. Nội dung của cuốn sách này kể về cuộc đời của một ông cụ tên dài lắm, nói chung là mình sẽ gọi tắt là Alan. Cụ 100 tuổi và cụ quyết định đó là sẽ thưởng cho mình một chuyến đi. Và đúng cái ngày sinh nhật 100 tuổi thì cụ trốn khỏi viện dưỡng lão. Tên kể ở đây á, một chương sẽ nói về cái việc cụ trốn đi như thế nào. Chương tiếp theo sẽ nói về cái quá trình trưởng thành lớn lên, cái quá trình mà công tác, làm việc, hoạt động của cụ từ khi cụ còn nhỏ cho tới lúc mà lý do tại sao cụ lại vào viện dưỡng lão và nó cứ đan xen như vậy. Lúc đầu mình mới đọc thì mình hơi bỡ ngỡ, nhưng mà tới lúc mà mình đọc tầm 3-4 chương rồi thì mình sẽ quen với cái mạch truyện đó thôi. Trong truyện thì sẽ đan xen rất là nhiều sự kiện có thật nha, và những tên nhân vật có thật luôn. Ví dụ như về những vấn đề mà đánh bom của Mỹ lên Nhật Bản đó, hai cái vụ đánh bom Hiroshima và Nagasaki, những cái vấn đề mà Liên Xô chế tạo bom nguyên tử như thế nào, là những cái sự kiện lịch sử là có thật, nhân vật trong đó cũng có thật. Nhưng mà những cái câu chuyện khi mà cái cụ này gặp với những cái vị tổng thống rồi những cái người chế tạo bom đó thì lại là hư cấu. Đọc truyện nó rất là hay luôn á, nó như kiểu châm biếm như thế nào á. Thì mình sẽ kiếm một cái đoạn mà mình đọc từ hôm đó tới giờ mà mình vẫn cảm thấy ấn tượng đó, mình đọc cho các bạn xem. Chuyến bay mất 11 tiếng, bỏ nhiều điểm dừng không cần thiết trên đường, và cả nhóm đều ổn khi cơ trưởng người Indonesia thông báo với các hành khách rằng họ đang tiến gần sân bay quốc tế Bali và đã đến lúc Alan lấy ra giấy phép hạ cánh. Alan trả lời cơ trưởng rằng hãy thông báo cho ông khi nào liên lạc được với tháp điều khiển bay tại Bali, rồi Alan sẽ lo phần còn lại. Vâng, bây giờ họ đang liên lạc đây, cơ trưởng lo lắng nói. Tôi phải nói gì với họ? Họ có thể bắn hạ chúng ta bất cứ lúc nào. Không đâu, Alan nói, giật lấy tai nghe và microphone của cơ trưởng. Xin chào, sân bay Bali phải không? Ông nói vào micro bằng tiếng Anh và ngay lập tức nhận được câu trả lời rằng chiếc máy bay phải xác định danh tính ngay, trừ phi họ muốn đối mặt với lực lượng không quân của Indonesia. Tên tôi là Đô La, Alan nói, 100.000 đô la. Tháp điều khiển bay im phăng phắc. Cơ trưởng Indonesia và phụ lái nhìn Alan đầy ngưỡng mộ. Lúc này, người điều hành bay và các đồng nghiệp thân cận nhất của ông ta đang tính toán để chi tiền đấy, Alan giải thích. Tôi biết, cơ trưởng đáp. Một vài giây trôi qua, rồi người điều hành bay liên lạc với họ một lần nữa. Xin chào, ông có đó không, Mr. Dola?
Vâng, tôi đây, Alan nói. Xin lỗi, tên riêng của Mr. Dollar là gì? 100 ngàn, Alan nói. Tôi là Mr. 100 ngàn đô la và tôi xin phép hạ cánh tại sân bay của bạn. Xin lỗi Mr. Dollar, âm thanh khó nghe quá. Xin ông vui lòng nhắc lại tên riêng của mình một lần nữa. Alan giải thích với cơ trưởng rằng người điều hành bay đang bắt đầu đàm phán. Tôi biết, cơ trưởng đáp. Tên riêng của tôi là 200 ngàn, Alan nói. Chúng tôi có được phép hạ cánh không? Xin chờ một chút, ông Dollar. Người điều hành bay nói, thỏa thuận với các đồng nghiệp người trả lời. Chào mừng ông đến Bali, Mr. Dollar. Rất vui được đón ông ở đây. Alan cảm ơn người điều hành bay, trả lại tai nghe và micro cho cơ trưởng. Và không biết là khi mà mình đọc như vậy thì mọi người có thể hiểu được câu chuyện đó không, nhưng mà đào lại là bác Alan này bay đến Bali mà không có một tí giấy tờ tùy thân nào trong người đó, và đó là cách mà để mọi người có thể hạ cánh được một cách rất là an toàn và hợp lý và hợp pháp. Có nhiều đoạn hay lắm mà nó kiểu sao cay lắm, thì để mình tìm xong mình sẽ trích dẫn những comment cho mọi người. Đào lại là sau khi đọc câu chuyện này nè thì mình rút ra được rất là nhiều bài học nha. Chuyện đọc rất là nhẹ nhàng luôn, viết rất là nhẹ nhàng. Thì bài học đầu tiên mà mình nghĩ là chúng ta có thể nhận thấy được sau khi đọc cuốn sách này, đó là hãy cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Bởi vì có nhiều cái vấn đề mà chính bác Alan này cũng không có giải quyết được. Mình nghĩ là chuyện đến thì cứ đến thôi, miễn sao mình cứ làm cái vớt chai trước đã rồi hẳn tính. Tại vì không có cách nào để mà có thể xoay chuyển được, mọi chuyện nó cứ tự nhiên diễn ra như vậy. Cái thứ hai á, mà nhận thấy được sau khi đọc cuốn sách này á, đó là may mắn của bác Alan ở đây á, đó là sự chuẩn bị cực kỳ đầy đủ và đầy đủ luôn. Nó là một cái hành trình cho cái sự chuẩn bị và cái trí thông minh của bác á, nói được rất là nhiều ngôn ngữ, cộng thêm biết rất nhiều, cộng thêm xã giao rất là hợp lý, rồi tất cả những cái yếu tố đó cộng thành cái sự may mắn của bác khi mà trải qua rất là nhiều cái biến động lạ lùng lắm. Mọi người đọc đi, mọi người sẽ cảm thấy là một câu chuyện nó kiểu chính thám rất là ly kỳ và mọi chuyện nó biến chuyển một cái những cái trip mà mình không thể nào mà lường trước được đâu. Khi mà mình nhận thấy á, đó là nói ra thì nó hơi kỳ, nhưng mà nó là như thế này nè, những cái mà có thể giải quyết được bằng tiền thì mình đừng có tiếc. Và mình nhận ra sống thật là vui tươi và thoải mái lên và hãy tận hưởng cái cuộc sống này, tại vì mình không có biết được là ngày mai nó sẽ như thế nào đâu. Khi mà các bạn đọc ở trong này thì các bạn sẽ thấy Alan ở đây sống với một cái tinh thần vô cùng là thoải mái và rất là tận hưởng cái cuộc sống này, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và cũng luôn khao khát được một cái cuộc sống như là cũng mong muốn, không chiến tranh, không bom nguyên tử, và có thể tận hưởng cuộc sống hàng ngày trôi qua êm đềm với những ly vodka của mình thôi, và cũng khao khát có những ly vodka thay vì cái rượu chuối màu xanh lè. Cậu là một người có tính thích nghi thật sự rất là cao, và điều đó đã là một phần rất là lớn góp phần vào cái sự may mắn của cậu để mà cậu có thể sống tới 100 tuổi và thực hiện cái chuyến đi này luôn á. Nói chung là mình cảm thấy đây là một cuốn sách rất là hay và đọc mang tính giải trí cao. Và khi mà các bạn đọc á, với cái cách dịch của tác giả Phạm Hải Anh á, thì các bạn cũng có thể học được một phần nào đó cái cách viết chuyện mà nó hay lắm các bạn. Thực sự nó kiểu hơi châm biếm một chút, nhưng nó không tục tiểu, không có gì hết. Nó chỉ là đọc xong rồi tự nhiên cái mình đây nào, cái tự nhiên mình bật cười lên như vậy thôi. Tại vì sao mà nó hay và nó châm biếm như vậy? Không phải là tự nhiên mà cái cuốn sách này trở thành bestseller 8 triệu bản trên toàn cầu đâu. Hai cái trích dẫn về nhận xét của người đọc thì mình sẽ đọc cho các bạn xem nha. Một cuốn tiểu thuyết kỳ khôi và kỳ diệu mà chuyện sẽ giữ chân người đọc cười gần như không dứt, và đó là chiến công mà rất ít tác giả đạt được. Một phương thuốc tuyệt vời chữa nỗi buồn, đặc biệt cho những ai đang muộn phiền vì việc già đi. Một cái nhận xét khác nữa, đầy trí tưởng tượng, cười lăn cười bò, một sự diễu nhại quá xuất sắc vì những lầm lỗi của nhân loại. Nói chung là hay lắm, mình cảm thấy là cái cuốn sách này rất là đáng để có thể giới thiệu đến mọi người. Đây, nhớ đây, và mọi người nhớ ấn vào cái link của cái fanpage ở dưới để mình có thể lựa chọn ra những cái cuốn mà mình thích, hoặc là nếu như các bạn thấy thích hợp thì cũng có thể mua ủng hộ hoặc là like bay để cho cái bay có thể càng ngày càng phát triển nhiều hơn nha. Đây, và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhớ cái chuông bên cạnh mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và tạm biệt mọi người.